nhớ anh Cụi phải không? Anh Cụi chắc không về nữa đâu. Trăng sáng quá. Nhưng mà Cụi là ai? Ta có quen người đó sao? Đúng là cô hai quên người ta thật rồi. Thôi vậy cũng mừng, cô hai sẽ đỡ đau buồn hơn. Ta đâu có buồn. Nhìn Trăng là ta thấy vui rồi. Cụi là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, phải ở với chú Thím. Do chú Thím không yêu thương, đối xử không tốt, nên Cụi có tư tưởng chống đối. Cụi hay giở trò quậy phá, làm chú Thím điên đầu. Thằng Cụi kia, mày dám ăn dục thịt kho? Sáng á là tao đếm 10 miếng, mà bây giờ chỉ còn 9 miếng à. Cả một nồi thịt ta, cho ăn có một miếng mà Thím cũng tiếc. Thím không cho cháu ăn nè, cháu đói mới phải ăn vụng đó. Mày ý nha, suốt ngày chỉ ăn với chơi, có làm gì đâu mà đòi ăn no. Đứng lại cho tao. Đứng lại để Thím đánh cháu hay sao? Trời ơi, cái thằng lão cá này. Mày càng ngày càng hư. Ngày nào mày không quậy phá là mày ăn không có ngon, ngủ không yên phải không? Thì đúng là ngày con không được ăn ngon, tối con đói bụng ngủ có yên đâu. Mày còn dám trả treo nữa hả? Hôm nay tao phải cho mày một trận, để mày bỏ cái thối láo cá này nè. Cho mày chết nè. Làm gì mà nó la hét ôm sòm vậy? Tôi đã kịp đánh nó đâu. Trời ơi, thôi. Ông mà đánh nó một cái, nó chạy khắp làng khóc lóc ầm ĩ. Người ta lại nói mình bắt nạt cháu mồ côi, muối mặt lắm. Kệ nó đi, tối này cắt cơm xem nó còn sức mà la hét không. Tụi mày đúng là sướng như lợn, ăn ngon hơn cả tao, chỉ ăn với chơi. Tụi nó ăn no cho mập, bán còn kiếm lời. Còn mày ăn no có lợi được gì đâu. Buổi tối mày không làm gì, ăn một củ khoai là đủ rồi. Thì trả lại cho tao một đồng bạc. Dám bỏ đói mình bán lợn, mua bánh ăn no đây, thả thích đi nè. Cụi tinh ranh, thường nghĩ ra nhiều cách để trêu ghẹo tính keo kiệt của chú Thím. Lần này cụi lại bày trò với một cái đuôi heo. Chú Thím, nhanh lại đây giúp cháu đây. Hả? Có chuyện gì vậy? Ông kêu chú Thím keo kiệt, khả năng chặn con kiến gì, nên ông lên bắt một con lợn. Cháu nhanh chân giữ được một cái đuôi đi nè. Nhẹ tay thôi, đứt cái đuôi làm mất luôn con lợn. Bây giờ chú Thím khỏe nên cùng nhau giữ lấy. Cháu đi tìm cái thuốc đào đất lên lấy lại con lợn. Thím nhẹ tay thôi mà, giờ ngủ đĩa bắt mất con lợn rồi. Mày khóc cái gì? Tao tiếc đứt ruột không khóc nổi đây nè. Trời ơi, mai mà còn giữ được cái đuôi á, tối nay mình đánh chén. Thím ông nữa, suốt ngày chỉ biết ăn à. Thổ địa ơi, con lợn này chỉ là cảnh cáo. Ông kêu chú Thím phải cúng thêm một con lợn quay. Ai có công chăm đàn lợn phải cùng ăn thì ông mới chứng cho. Ông bắt một con rồi, mắc gì á tao phải cúng lợn quay cho ông nữa.
Nếu không cúng thì mỗi ngày ông sẽ bắt một con. Bắt hết lợn rồi, không chừng ông lại bắt người. Nhà mình có thím là bé tốt nhất đó. Nhà mình còn lợn mẹ và 5 lợn con, ông phải mất 6 ngày để bắt hết. Giờ này mà ông còn tính giùm thổ địa nữa hả? Ông lâu quay con lợn gầy nhất đàn cúng ông đi. Ông bắt hết á thì nhà mình ăn cám. Nhà thì nghèo mà lại ăn lợn quay, tôi nuốt không có nổi. Bà nuốt không nổi thì để tôi, phải ăn hết không may nó thiêu. Mày ngồi đó làm gì? Thổ địa nói những ai có công chăm đàn lợn đều phải ăn để ổn chứng mà thêm. Mày chỉ phá hoại, ăn làm gì cho phí. Thôi cho nó ăn vài miếng đi, chứ mình ăn làm sao hết. Ăn nhanh đi, hết giờ linh bây giờ á.